Trời ơi, cái gì nữa vậy? Foxy đâu rồi? Ai giật cái bé gà. Khùng la, khùng la, khùng la, khùng la, không được la, không được la. Nó giật giật kìa ông nội. Ai không được chết. Ba ơi, không được rồi. Hồi nãy tôi tính chơi cái gì, cái trò gì con Mickey Mouse ta, cái gì Casa mà nãy tôi tải về xong rồi máy tôi báo của Vigood xong tôi cho nó cút luôn. Tôi cần cái đèn bên. Chạy được à? Chạy được. Ừ đúng rồi. Với chúng ta sẽ có những cái thử thách. Nãy tôi có ghi ra giấy nè. Má, để tôi kiếm miếng giấy kìa mọi người. 10 seconds later. Chơi thì chơi đến cùng. Cấm chết nhiều hơn 5 lần. Cấm la hét quá lớn. Cấm gian lận. Cấm chậm trễ. Ok. Từ từ. Cái phòng lãm mình đâu vậy ta? Ơi có đèn pin nè. Tôi tưởng mình phải lụm đèn pin. Không tính, không tính, mới vô chơi, không tính, không tính. Không tính, không tính, khoan, khoan, chưa vô game, chưa vô game. Từ nha mọi người, kiếm cái phòng cái. Cái phòng đâu vậy? Ở đây không có cái phòng luôn. Đây không có cái phòng luôn, tôi không thấy cái phòng mọi người ơi. Đây rồi, đóng cửa lại. Đóng cửa lại, nhiêu phần trăm? Ôi, từ từ. Mở, mở, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Phòng mình đây, nãy sờ nha mọi người. Foxy đâu rồi? Ai dòm cái bé gà. Hình như mình phải dòm á, đừng cho nó đi. Đúng rồi, nãy sự 2000 years later. Ai đứng ngoài à. Từ từ, thôi má chắc chạy ngoài chơi. Đây. Tao chạy đùa. Ui. Không được la, không được la. Được phép la nhưng mà nhỏ nha mọi người. Trong cái thử thách là cấm la hét quá lớn. Quá lớn à, chứ không phải là cấm la hét. Đúng rồi, má chút edit chỉnh nhỏ tiếng lại mới được. Không được la, 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 không được la. Ai ơi, nó dễ ông nội ơi. Yeah, easy thế, nhà con chó Bonnie đâu ra đây. Ờ game này có vẻ thú vị hơn game em trước à. Ai sợ. Ôi, mấy con này còn sống không? Ôi đụng đụng. Má mình thổi ngu rồi. Ô crap, thằng này là thằng William Upton. Ủa, hồi nãy mình đi qua con này luôn hả? Oh, shit. Ôi mình có đèn đúng rồi, bấm F nha mọi người ơi. Mấy game này thường thường là bấm F nó có đèn rồi, cái quần què vậy. Tôi chưa thấy cái phòng của mình luôn. Đây 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 đây, cái phòng mình nè, phòng mình nè, phòng nè. Đây đây đây, nice sự luôn, đừng la nha. Đặt thử thách trong đây rồi, không la. Mấy cái tiếng gì? Cái quần què gì á? Ơi ơi, hello. Từ từ, từ từ. Đây đây đây, nó ở trong phòng này, nó ở trong phòng này. Còn sao mình khắc chế nữa? Ở đây mình chỉ coi camera được thôi mọi người. Tôi không có biết mình còn bấm được gì nữa. 10 seconds later. Má ơi, bước đùng 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 với ông nội ơi. Đứng bên đây nè. Cái này là FNAF 2. FNAF 2 là con Moni. Moni nó sẽ xuất hiện trong van. Tôi nhớ hai này là hai cái van nè. Ủa, trốn trong đây được. Nice sợ. Trốn được nha, trốn được. Ôi, má ngồi trong đây chán quá man. Tôi chạy vòng vòng ra ngoài chơi mới được. Tao không có sợ tụi mày đâu ra đây. Private. Con này con Fredbear nè, thằng William Upton. Ôi, tôi cút đây. Không la, không la. Hello. Ôi, má tưởng cùng đường. Ui. Ui. Không la, không la, không la, không la, không được la. Tốt bọn bàn thờ, tốt bọn bàn thờ. Chạy đua là mấy em. Còn con Chica chưa cử động. 6 phút là thắng. Tôi sẽ không sử dụng cái camera. Tôi chạy bộ cho tới thắng rồi. Ờ ha, mình nói mình chạy vòng vòng mà, đúng rồi. Sợ thấy ai hả, chạy vòng chơi nè. Mấy nhóc đâu, ra đây. Mày đâu. Nó giật giật kìa ông nội. Không sao, không sao, thử lại, 6 phút. Không sao. 6 giờ. Ôi phàn. Từ mọi người. Come here boy. Gửi tao à. Ôi, sao đứng yên hả? Hay là mình cái entrance ở đâu vậy ta? Cái lối thoát ở đâu vậy? Fucking shit. Ôi, còn đường gì? Ôi.
Má còn đường nghi, what the heck? Núp 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 núp. Nghe tiếng bước chân, nghe tiếng bước. Ba ơi, không được rồi. Rồi, game thứ 3. Sống cho tới 6 giờ. Mình có 7 cam. Chụp hình. Ôi mình chụp được có 20 lần rồi, má ngu rồi. Ê, phải. À mình sưởi nhiệt độ lên. Ok, từ từ nha. Có game nhìn cute phết nha. Ôi nhiệt độ xuống. Nice. Vậy là mình có 3 chỗ. Chỗ này, xong rồi bên đây. 10 seconds later. Ờ vậy nó sắp tới mình rồi phải không? Ôi! Vậy là nó mặc cái bộ đồng phục đó là nó sắp tới đây. Ê! Thằng Hề nó mất tiêu rồi. Vậy là mình không được chụp hình nữa. Từ từ nha, là thằng này làm sao? Còn sao? Ôi má, ăn crap thiệt à. Oh shit. Ôi! Không được chụp hình mà mày chụp tới chi vậy thằng ngu này. Ôi cái này làm thử thách được nè. Chơi thì chơi đến cùng. Cấm chết nhiều hơn 5 lần. Cấm la hét quá lớn. Cấm gian lận. Cấm chậm trễ. Ok. Vậy con Hề này là mình đừng chụp hình. Con này thì chụp hình được. Nice. Ê con này là gì? Rồi nha mọi người, khoan. Con Hề đi. Đây. Stay away. Nó tới rồi kìa. Nhiệt độ. Từ. Hai con đó nó xuất hiện cùng chung luôn rồi man. Không sao, con Hề chưa chụp. Nice. Ok, 2 giờ man. Nãy giờ chết mấy con lần thôi nha mọi người. Đây, van nè mọi người, van nè. Ok. Con này con Hề bò rồi. Con Hề tới trước. Từ từ nha. Đây, con này sắp tới. Con Hề đi rồi. Trời ơi trời. Rồi. Đi chưa? Rồi đi rồi. Đại sự. Rồi hiểu rồi mọi người, tôi hiểu rồi. Cùng sắp chết rồi man, sắp rồi. Đại sự. Eventually. Ôi gì ba? Con mắt phải bị làm mù. 4 giờ. Ôi mắt kìa. Ôi rồi tôi hiểu rồi. À ok, vậy mình phải dọn trước nữa mọi người. Sửa ấm cái mọi người. Ok, sửa ấm. Ok. Lên. Má còn 7 lần chụp mà man. Ôi cái quần què gì vậy? Rồi cút rồi, cút. Ôi! Không cái gì? Holy crap. Kẹp bông. Bác. Rồi, không sao, kẹp nha mọi người. Sáu lần chụp. Sáu lần chụp, thằng ông nội nè, đợi nó giật cái. Nhanh lên, alo. Nhanh lên. Nãy sợ. Má mình chụp con mắt đó mọi người ơi, từ. Chụp con mắt. Ok, nãy chết 2 lần phải không? 2 hay 3 lần? Hay là chết 1 lần? Ôi, con này cái bụng què gì? Là chụp đó hả? Từ. Ôi, con đó hình như nó làm mình tâm lý á mọi người. Con Hề đâu rồi? Từ. Rồi luôn rồi. Trời ơi. Chụp. Trời ơi trời, má tức dữ thiệt. Trời ơi. Chết nhiều lần như 3 lần phải không? Thật sự 3 lần. Cái gì vậy? Ê. Sao mày sao? Má mày tốn năng lượng nữa. Fnaf 1 nâng cấp. Ôi cái gì vậy? Thằng Hề của thằng kẹo dẻo đi, đúng không? Hình như cái này là chụp. Đúng rồi, giống nãy mọi người. Đợi đi, nhanh lên. Rồi, nãy sự luôn.
cái gì nữa trời. Sửa 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 cái, sửa cái, sửa cái. Cái cam này có nè. Cam này có, từ từ, cam này không có. Sắp đi rồi, stay away, đúng rồi, stay away nè. Con này chưa chớp nữa. Khoai! Ôi ôi, nhanh 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 nhanh. Ai, từ từ. Cái gì nữa trời? 2 hours later. Ôi ơi. Ai sợ. Trời ơi, cái gì nữa vậy? 3 giờ, chó này nó hiện thông số ảo cho mình. 15 lần chụp nữa. Là cái gì đây? Má quá trời hỗn loạn rồi. Này chưa tới. Ok ok. Sửa 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 sửa. Sửa thôi, sửa thôi. Con này đâu à? Rồi chưa chưa chưa, hay quá. Tôi tính chớp là dè à? Chụp hình chứ luôn. Tính chụp hình cái. Chớp 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 nhanh lên. Nãy sợ. Nhanh lên nhanh lên. Rồi. Má ơi, 4 giờ, 4 giờ. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, trời, đủ bọn tôi đánh bấm lui lại rồi. Eventually. Đó à? Má này nó muốn giết tao thiệt rồi. Má nó muốn giết mình thiệt. Nóng luôn, nóng luôn, nóng luôn, nóng luôn. Kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát. Kiểm soát, kiểm soát. 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ. Ok, ok. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Tới, 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 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ. Stay away lâu gì? Lên, 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 lên. Ok, ok. Ui má mà nè, mẹ nó ơi. Ok, ok. Một năng lượng, một năng lượng, một năng lượng. Rồi luôn, power up, mẹ nó rồi, cúp cái quần què gì hả? Không sao, không sao, 5 giờ. Ui ui ui, má đứng chạy kìa, tôi không có chặn được hai cái chỗ này. Chết rồi. Ê!